Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì theo yêu cầu của cô chú anh chị và các bạn, một thời gian gần đây thì em hôm nay em quyết định đến để ghi hình đăng bán cặp trâu ngé giùm cho cái chú hai. Thì bây giờ chú hai muốn quyết định muốn ra cặp trâu ngé này cô chú anh chị các bạn. Cặp trâu này khoảng nhiêu tháng rồi chú? Gì, gì cả chục tháng luôn hả? Đây chú anh chị các bạn, cặp trâu ngé rất là đẹp. Nói chung là bò thì em còn biết ba mớ chứ trâu thì em bó tay. Em quay thì cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trong hình. Em quay trâu chứ không phải là hôm nay quay trâu nha. Thì nói chung là nói chuyện cười tươi vui vẻ cho bà con cô bác người ta lên đây người ta coi người ta cũng vui. Chứ quay mà cái mặt chầm dầm lên đây mất công người ta nói ồ quay sao mà cái mặt mày không thấy nụ cười. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái nội dung ngày hôm nay của em. Đó, và mong là mọi người hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em nha. Hôm nay mình chuyển sang quay trâu nha. Đó, cô chú anh chị các bạn. Chị các bạn, trước mắt chúng ta là con trâu ngé rất là đẹp. Nói chung là nó đẹp. Em nhìn thấy nó đẹp, em nói nó đẹp chứ em không biết nó như thế nào. Cũng không biết cái gì cái chân móng rồi cái dậu rúng gì em thấy em sao thì em quay vậy bà con coi nha. Mà con này nói chung là nó vô cùng sái, nó sái đủ thứ chỗ hết trơn à. Nó không, em không biết được coi sái gì hết trơn á chú anh chị bạn, nó rất là nhiều sái nha. Đó, cháu nghe nha, rất là đẹp trai cháu được. Thì nói chung là lông da này, lông da thì lông thì thưa, có những đốm hồng khá là đẹp. Này là nhìn vô là biết trâu tơ trâu nghé liền đó, thấy không, rất đẹp nha. Đuôi nè, thấy không, thấy cậy đuôi hết biết không? À, trâu này chắc cao vào chắc cỡ mét mốt chú. Đây cô chú anh chị các bạn, đây có thêm một bạn trâu nè, đúng ra dài lực chứ, dài lực hơn dài bò, cu giái nè, lòng thòng luôn, chân móng nè. Đó, cô chú anh chị các bạn có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Đất có tiền bắt cặp tàu về thả rong cho để anh em mình cởi đi quay phim. Đây chú anh chị bạn, rất là đẹp, cặp trâu rất là đẹp. Chiều cao của nó tầm khoảng mét mốt mét hai gì đó, chút nữa đo thì biết chứ giờ em cũng bó tay. Nè, nó không có sấy mặt luôn, nó chùi lũi luôn chú cô chú anh chị bạn đó, thấy không, rất là ok. Nó dễ. Con này cãi được chưa ta? Đầu không cãi thử ai cưng. Không, con này con cãi không nổi đâu, có nó cãi con chứ con cãi nó cái nó đi không nổi quá. Nè, 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 nè. 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 À, ta yêu cầu quay tàu nhóc cái tên này con nghe tới tàu cái con rung mình đến thôi. Thì quay nói chung là quay theo yêu cầu của bà con thôi. Còn cô chú anh chị các bạn nào có cảm thấy thích cái video của em á, thì đăng ký kênh không ai like để ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới nha cô chú anh chị các bạn. Đó, quay nè, quay thì cận cảnh cho bà con ta coi hai tàu này nó nhìn đã ghê chứ. Có dè chú rận hả? Nè nào mời, con thấy con dè cắn rõ ràng chú ở đây chú coi nè. Tao đợt cũng có vú nữa ta. Tao đợt cũng có vú nè. Nói chung là con gì mà đợt cũng có vú hết trơn á. Dạ. Ồ, tao không? Cù trâu, đuôi trâu, chân trâu nè.
mình trâu nè, đầu trâu nè, miệng trâu nè, mắt trâu nè. Nó bây giờ mình lên tới cái sấy của con trâu nè, nó cái lưng nó cái sấy nó em không biết làm sao nha, ai có biết thì chúng ta coi cái sấy nha. Em chủ yếu là em quay cho bà con coi thôi. Cái này em xin hỏi cô chú anh chị bạn nè, cái sấy này người ta kêu là sấy gì ta? Đây rồi, đây nữa, ở đây người ta kêu sấy này là sấy gì ta? Ủa chú nuôi trâu, chú cho con hỏi chú, con trâu ở bên mấy hông nó làm gì mà nó tới ba cái sấy? Ồ sấy này là sấy gì? Còn sấy này là sấy gì? Đâu sấy này đâu phải sấy lưng không? Chứ con đếm sơ sơ là con thấy nó nãy giờ một đống sấy rồi đó. Mày làm gì sấy nhiều dữ vậy mày? Ờ chú, lê con tâu mẹ nó mát sữa. Con tâu mẹ nó có tính đường mát sữa như là to như là bò không hay là sao chú? À. Dạ. Đây chú anh chị bạn. Cặp tâu nghé. Bây giờ em báo giá trực tiếp của chú anh chị bạn nha. Cặp tâu này là chúng bán với giá là 42 triệu. Hai con 42 triệu. Cặp tâu chà bá luôn á, em nói thiệt. Nè để em quay lại mặt trước cho chú anh chị bạn coi nè. Cái cặp tâu nè, đã lắm. Em là em phái cặp tâu này đó, nhưng mà em sợ, em không dám nuôi đâu. Em thấy em phái thôi. Hồi nhỏ lớn giờ là nói chung là nông dân mà em cũng là một người nông dân, em lớn lên từ nhỏ ở ruộng đồng. Nói chung là em rất là thích trâu. Nhưng mà có cái là em sợ vì cái điều kiện kinh tế với lại cái phần là do là cái chuồng trại là không có cho phép em nuôi trâu thôi, chứ nói thiệt em thích con trâu. Phái lắm, hồi nhỏ phái lên lưng trâu cởi. Mà cô chú anh chị biết sao không, nhà nghèo làm gì mà có tiền để mua con trâu cởi. Đó là những cái tâm sự thiệt của em luôn. Nhà em hồi xưa nghèo khổ, không có tiền mua gạo ăn nữa, nói gì mà để có tiền mà mua con trâu để cởi. Nhà nào có một cặp trâu là cái nhà đó khá giả dữ lắm, cả thôn cả làng luôn. Rồi lớn lên ước mơ được mua mà mấy con bò về nuôi cũng như là mấy con trâu về nuôi. Nói chung là em mua được mấy con bò rồi nhưng mà trâu thì em chưa mua được. Rồi bây giờ trở lại với nội dung ngày hôm nay nha chị bạn. Rồi em quay sơ lược một lần nữa cho cô chú anh chị bạn coi con trâu này như thế nào ha. Đó, sừng nè, để mình không biết thì mình quay kỹ cho bà con ta coi. Sừng nè, nó có một ngắn, nó rất là nhiều ngắn. Mà không biết thường thường con bò nó đẻ một ngắn ra cái sừng một ngắn, đẻ một con ra một ngắn sừng, còn con trâu này rất là nhiều ngắn sừng, không biết tính làm sao ha. Rồi sấy mặt nè, đó, em quay kỹ với bà con ta coi đi. Rì rì, ai muốn mua thì mua ha, 42 triệu ha, giá chốt ha. Mặt nè. Nó em quay cận cảnh tới chừng cọng lông luôn á cô chú chị bạn, chân móng nè ha. Nó cu nè. Dái nè. Nó. Không. Chân. Đó. Rất là đẹp, sấy nè. Sấy nè. Xin lỗi mọi người nha, tại vì em không biết coi con trâu nên em muốn quay sấy vậy cho mọi người coi. Chứ thật ra là nếu mà biết thì em không quay tào lao đâu. Đít nè. Đó, ai muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em xuống thoại em để tin hình ha. Còn tao sấy mặt nè. Cái mặt nó nè. Nó quay cận cảnh sừng nè. Quay cận cảnh cho bà con ta coi luôn chứ để nhiều khi á bà con ta ở xa ta muốn mua mà không biết sao mua được. Tàu này cao à, chắc tầm 1m2. 1m2 con tàu. Nó thì bây giờ em sẽ sử dụng thước để em đo hạo thử cái chiều cao gửi đến cô chú anh chị. Nó. Cô bác nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại để trên màn hình nha. Tàu này chiều cao chắc có 1m2 à. Đây chú anh chị, con này nó hơi ú hơn ha. Con này ú hơn ha. Ai nhu cầu mua cặp thì bán cặp luôn ha. Lông vàng, da thì sa da da màu cam cam nâu nâu. Đó. Tàu này tàu bánh tan, không phải tàu miên nghe chú anh chị bạn.
Ê mày, đừng làm điều dã man đó. Nhưng ngay đùi nó có cái sấy hả? Đó phải không? Trời ơi, nó sấy đủ thứ sấy hết trơn à. Ở dưới bụng nó dám cũng có sấy với nữa chứ. Đó giờ mới thấy. Đây. 1m13 chứ tỏi gì ta? Này chắc cả 1m2 à. Đây, con này 1m19 luôn á, cô chú anh chị bạn. Con này 1m19 nha. Còn con này 1m13. Thì cô chú anh chị các bạn nào nói chung là con trâu á thì em không có biết gì về con trâu hết. Giống như mà cái lúc em mới đi quay bò thì em cũng không biết gì về bò, nếu mà gặp nhiều cái trường hợp trâu thì đôi khi em sẽ rút ra được nhiều cái kinh nghiệm. Thì bây giờ trước tiên thì em sẽ gửi đến cô chú anh chị nó hình ảnh rồi, giá cả cũng cập nhật rồi, thì chiều cao em cũng hạo rồi, thì bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở cái video kế tiếp. Nếu mà ai cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới. Bây giờ em xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã và đang xem cái video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.